nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy và thực hành huấn luyện bay cho các đơn vị không quân. Trong hai ngày 19-20 tháng 2, Quân chủng Phòng không Không quân đã chỉ đạo Trung đoàn 925 Sư đoàn Không quân 372 đã tổ chức ban bay mẫu. Đây là dịp để các trung đoàn không quân trong Quân chủng Phòng không Không quân, Quân chủng Hải quân tham quan, học tập và rút kinh nghiệm. Do làm tốt công tác chuẩn bị nên với 5/5 lần chuyến, Trung đoàn 925 đã thực hiện ban bay đạt 100% kế hoạch đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thành công của ban bay mẫu đã khẳng định trình độ, khả năng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của trung đoàn, qua đó làm cơ sở để Quân chủng Phòng không Không quân tiếp tục rút kinh nghiệm, thống nhất các nội dung, quy trình bài bản cho các trung đoàn không quân, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn bay trong mùa huấn luyện mới. Số liệu trung thực, biên tập thận trọng, kiểm tra chi tiết, sản phẩm tin cậy là nguyên tắc cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ của người lính biển tại Đoàn Đo đạc Biên vẽ Hải đồ và Nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân. Để đạt được mục tiêu đó, thì đoàn đã chủ động hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, cho ra đời các sản phẩm hải đồ phục vụ nhiệm vụ quân sự quốc phòng và phát triển kinh tế, nghiên cứu khoa học biển, bảo vệ môi trường sinh học biển quốc gia và bảo đảm an ninh hàng hải. Từ đó hội nhập hiệu quả khi đại diện ngành thủy đặc Việt Nam tham gia tổ chức thủy đặc quốc tế IHO.